Đây, cuối cùng thì chiếc MacBook Pro 14 inch phiên bản M1 Pro của mình đã về trên tay Và nói gì đây nhỉ? Chả biết nói gì cả Bắt đầu video đây là chiếc máy tính mà mình đã mượn được từ anh em yêu apple luôn luôn là vậy anh em yêu apple rất là nhiệt tình các bạn mình lúc nào có đồ gì mới là cũng đưa luôn Và <laughs> mình xin cảm ơn anh em yêu apple một lần nữa nha và các bạn đừng quên là hãy truy cập vào đường link đến cộng đồng yêu apple đây là một cộng đồng gọi là cộng đồng fan rồi fan apple tại việt nam và các bạn nếu muốn có những cái điều ngon thì có thể vào đây để xem những cái điều rất là ngon về những sản phẩm macbook pro mới nhất hay không chỉ vậy là những sản phẩm iPhone 13 series vẫn sẽ có những cái kèo ngon để cho các bạn. Đừng quên truy cập vào đường link mình sẽ để ở trong phần ghim của comment nha. Bởi vì cái thời gian mình cầm trên tay chiếc máy này nó không được lâu, mình sẽ còn phải đưa cho các anh em bên media khác để trải nghiệm. Thế nên là mình sẽ chỉ đánh giá nhanh mà thôi, cũng như là trên tay rất là nhẹ nhàng để cho các bạn hiểu thêm về cái sản phẩm máy tính như thế này. Và cũng như là mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận đầu tiên của mình về nó ở trong hộp chúng ta sẽ có đầy đủ và đây sẽ là dây sạc mắc các bạn nha cái dây này thì đã được bọc dù rất là cẩn thận rồi chúng ta sẽ có một củ sạc đây là củ sạc chạc ba và nguồn điện lớn nhất ở đây sẽ được cắm vào là 67W Các bạn cứ yên tâm vừa cắm vừa dùng Apple đã có hứa là sẽ không giảm hiệu năng Nếu các bạn rút sạc cũng như là cắm sạc không sợ máy nóng à, Trước hết nếu chúng ta gọi đây là một chiếc workstation thì mình nghĩ cũng đúng Bởi vì nếu như các bạn nhìn vào ở phía bên ngoài thì sẽ thấy khá là giống với mấy con đeo kiểu Ừ khá là giống luôn ấy nghĩa là bo cong nhẹ ở phần viền nhưng mà gần như là nó đã được vắt phẳng rồi có nghĩa là các bạn cảm thấy con ipad air 4 nó như thế nào thì con này nó cũng sẽ kiểu kiểu như vậy nhưng mà nó sẽ không được vuông sắc cạnh bằng và ở phía đây các bạn sẽ có hai khe tản nhiệt khá là lớn và theo như apple nói thì những cái lượng gió lưu thông qua đây sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm tuyệt vời với nhiệt độ của con máy này mình cũng đã có thử làm một vài cái động tác thì tất cả các mặt của chiếc máy này được hoàn thiện tuyệt vời luôn và nếu như các bạn muốn có một cái chiếc máy gọi là vừa mạnh này vừa khỏe này vừa gọi là compact kiểu dễ dàng mang đi mang lại bỏ vào ba lô các thứ ấy, thì đây vẫn là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời à, uh, mở ra nhở ui ui đây cái phần cao su ở dưới đây nó không hẳn là bám dính các bạn nhá mà đa phần là nó sẽ hơi chơi một chút các bạn có thể thấy rằng trong những cái buổi hội họp ấy mà các bạn để tay lên bàn mà rung rung này thì cái bản lề này của chúng ta vẫn sẽ có hiện tượng là hơi rung đầu một chút nhưng chẳng sao đâu làm sao mà chúng ta có thể tránh được những điều này cái điểm đầu tiên khi các bạn nhìn vào đây đó chính là một màn hình tai thỏ và đây là màn hình 14,1 inch cái tai thỏ này công nhận là các bạn nhìn từ xa thấy sao mình nhìn thấy cũng <laughs> cũng không chướng mắt lắm đâu đó và bởi vì thế nên là cái phần viền màn hình của chúng ta cũng đã được đẩy lên uh, khiến cho nó mỏng đi để giúp cho các bạn có một cái kích cỡ màn hình nó lớn hơn. Thế nhưng mà vấn đề đây này, kể cả khi mình có zoom rất sâu vào thì những cái phần viền trên này nó vẫn không thể nào được đẩy cao lên. Uh, nó sẽ khác với iPhone một chút. Đây ví dụ như các bạn mở iPhone này. Các bạn mở những cái tựa phim lên, mở những cái tựa game lên thì nó vẫn sẽ lẹm vào cái phần màn này, nhưng cái hiện tượng đó trên đây là hoàn toàn không có. Ừ. Hiện tại thì mình mới chỉ sử dụng một vài những cái trình xem phim, duyệt web như là YouTube để uh, check thôi. Và các bạn đều có thể thấy rằng là không thể nào mà lẹm vào được. Một vài cái điểm khác biệt là so với những con Mac mình đang dùng hiện tại thì khi mà các bạn để full screen thế này này thì những cái phần thanh thông báo trạng thái ở phía trên đây nó cũng sẽ được làm đen đi để đồng bộ với cái notch này. Bởi vì đây là một màn hình tấm nền mini LED thế nên là các bạn thấy rằng nó đồng bộ chuẩn xác với luôn cả cái phần notch này. À, các bạn có nhìn ngang nhìn dọc thì khi mà các bạn để full screen các bạn cũng không thể phân biệt được đâu là cái thanh thông báo trạng thái và đâu là cái phần notch đâu. Thế nên là các bạn cứ yên tâm là nhìn vẫn rất là đẹp. Ờ à, có lẽ điểm mạnh là ở đây. Đó là các bạn thấy là cái phần thanh thông báo trạng thái này nó cũng đã gần hơn với cái phần viền màn hình của chúng ta rồi. Nó khác so với việc là cả cái thanh này nó bị đẩy hẳn xuống phía dưới. Uh, thêm một điểm nữa là các bạn sẽ thấy là đây là màn hình ProMotion 120Hz Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy quá nhiều điểm khác biệt đâu Tất nhiên là nó mượt, nó êm Thế nhưng mà để mà nói cái sự khác biệt hoàn toàn Kiểu như các bạn nhìn trên những con điện thoại Kiểu iPhone 60Hz và iPhone 120Hz ấy Thì mình thực sự là chưa thấy khác biệt nhiều Một trong những điểm mà mình vô cùng yêu thích của chiếc máy này Ôi ôi, cái bàn phím này Cái bàn phím này dành cho anh em coder, dành cho anh em lập trình này hay dành cho anh em kiểu anh hùng bàn phím như mình thì sướng lắm các bạn ạ. Tất nhiên là để mà so sánh với nhiều bàn phím trên thị trường thì chưa chắc nó đã ăn lại được nhiều máy đâu. À, thế nhưng mà cần phải khen Apple trong năm nay đó là họ đã làm một cái bàn phím này gõ rất là sướng. Cảm giác gõ của nó rất êm, phím thì đanh, có độ nảy chắc nịch luôn. Chứ không phải là các bạn bấm kiểu... Nói thật là mấy cái con bàn phím kia nó cứ thùng 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 thùng, nó kiểu nó không có cái sự cảm giác là các bạn đang bấm ấy và tất nhiên chúng ta sẽ không còn touch bar nữa chúng ta sẽ được thay thế ở đây là một hàng phím chức năng cái này thì không biết là điểm mạnh hay điểm yếu nhưng mà ít ra uh, có những cái mà chúng ta có thể sờ tận tay dây tận chán như là tăng giảm bộ sáng này tăng giảm âm lượng này để chế độ mặt trăng này bật mic này tắt mic này thì chúng ta đã được tích hợp sẵn ở trên đây rồi chỉ có một điều là phần touchpad của chúng ta đã bị thu nhỏ đi mà thôi nhưng mà cá nhân mình sử dụng bình thường thì cảm thấy nó không thực sự ảnh hưởng nhiều đâu Thực sự đây là một cái touchpad vẫn khá là lớn và nếu như các bạn trải nghiệm sử dụng bình thường thì nó vẫn sẽ rất là ổn trong quá trình các bạn sử dụng, không đến mức là bị quá nhỏ, thiếu diện tích cho những cái thao tác cơ bản của các bạn. À, còn lại những cái phần khác ví dụ như là cổng HDMI này, ba cổng Thunderbolt bốn 44 này, à, cổng SD này, à, cổng MagSafe và cổng tai nghe 3.5mm thì chúng ta vẫn có đầy đủ trên đây. Không cần phải nói nhiều nhưng mà ít ra Năm nay chúng ta không cần phải tốn quá nhiều tiền để mua những cái hub cắm thêm HDMI, thêm SD Thì đây cũng là một trong cái chúng ta đang hoan nghênh Toàn bộ những quá trình mình sử dụng thì nói chung chả biết nói gì thêm cả Các bạn đều hiểu rồi Apple iPhone hay Apple MacBook thì lúc nào nó chả giống nhau có nghĩa là cái cảm giác trải nghiệm từ con này sang con kia thì nó cũng sẽ um, thay đổi sâu ở trong những cái um, khả năng tiềm tàng của nó, đặc biệt là về hiệu năng. Rất tiếc là mình không có cơ hội để test game ở trên con này. Một thời gian nữa khi mà mình có được cầm chiếc máy này lâu hơn thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn những cái cảm giác, những cái trải nghiệm khi mà các bạn chơi game, test game trên con này xem nó thực sự là ngon hay không, giống như mấy anh em kiểu tháo cả cái mặt dưới của nó ra để lắp quạt tản nhiệt vào sau đó test game để xem kỹ xem là nó như thế nào. Là một người đã trải nghiệm đầy đủ những con MacBook từ xưa đến nay rồi. Thì mình nghĩ rằng đây là một trong những con MacBook Pro tốt nhất từ trước đến nay. Thiết kế này thì có thể là nhiều người sẽ chê. Mình thì thấy nó hơi cục mịch một chút nhưng ít ra với những thứ mà chúng ta được trang bị ở bên trong. Thì đây vẫn là một thiết kế đủ, gọn nhẹ, tinh tế để các bạn có thể mang đi mang lại. Bàn phím thì tốt này, màn hình thì chưa có nhiều điểm khác biệt lắm đâu. Và những cái trải nghiệm cơ bản thì nó cũng chả khác gì mấy con mắc bụng trước, chúng ta sẽ cần phải có thời gian chờ lâu hơn. Nói tóm lại, so với trải nghiệm của mình, thì mình thấy chính xác luôn. đúng là Apple định hình con này là dành cho dân creator, dành cho dân chuyên làm nhạc, làm đồ họa. chứ còn mấy anh em kiểu vui vui đú đú như mình thì có lẽ sẽ không thật sự phù hợp với con máy này. Mặc dù tất cả mọi thứ rất tuyệt, nhưng mức giá cao thế này thì mua về để làm cái gì đâu. và mình sẽ còn làm những bài đánh giá sâu hơn cùng với Huy Thành trong những video sau.